Anh em mình xin chào cả nhà luôn nha. Thì tối hôm nay mình Vinh Hiếu đi Hoàng Lương cả nhà. Kiếm mớ mồi nữa nha. Thì trong thời gian anh em mình đi chích, nói chung nay mình cũng hạn chế quay cả nhà. Thì có gì thành quả thì mình sẽ cho cả nhà xem nha. Thì anh em mình đang chích ở cánh đồng ở bên suối giữa. Nãy giờ anh em mình chích ở như đây cả nhà. 3-4 con lươn bự luôn. Tôi cho bá không, còn lươn không à. Tối đêm nay Mạnh Vinh Hiếu chích ở như đây cả nhà, cá này cũng gần 3 kg á. Nè, nãy mình về nhà mình chích được 2 gắn tung á nè. Gắn tung chà bá luôn cả nhà. Đó. Gắn cụ luôn á. Ở trong đây được 5 con gắn nước nữa. Gắn nước với lại gắn mũ. Đây con gắn nước với con gắn tung bự. Hai con này nãy mình còn sống, mình gọng cái bồng. Có mấy lươn lươn khủng không cả nhà. Giờ khuya rồi anh em mình về ngủ, sáng mai anh em mình sẽ chế biến món ăn nha. Sáng nay mấy anh em mình làm món cả nhà. Mình Vinh Thái đi hái đu đủ, đủ sống. Nè, cái này nè. Ở tới đây, tọt ở đó đi. Cái xuống lại cổ vào cái xuống một cái lít à. Được không? Lấy cái cây cầm móc. Tái nữa đi. Gì? Còn tái nữa đi. Hai tái. Tới bên đây nè, tới bên đây sống ngon nè. Vì tao nhỏ làm phim tao kế bên nữa, hai tái luôn ơi. Tái này, ồ nó hư rồi. Hư rồi. Nữa không? Ồ được rồi. Hai tái được hả? Chuẩn bị điên cấp đồ đủ ha. Thành quả tối hôm qua Mạnh Vinh Hiếu đi kích cá nhà được mới gắn. Sáng nay mấy anh em mình nấu cháo, cháo gắn nấu cháo đậu xanh cả nhà. Bể đu đủ xanh luôn. Hai tay. Mang ra cho cái. Này con xài được mà. Sáng sớm mấy anh em mình lên cây bạch hự ở nhà. Nói chung mà chưa ai ăn sáng hết á. Mấy anh em chuẩn bị gia vị nè. Dao nhỏ. Rồi quên đi vô nhỏ là này, để chút lấy dao kia sắc đi. Cái này đâu cần mồi gọt vỏ. Này ấy chẻ ra nấu à. Không rắn chà bá luôn à. Hồi tối mấy anh em mình làm con gắn tung bự lắm cả nhà. Bỏ trong bồn lứ rồi sao gọng sáng mai đi mất tiêu. Ừ, cũng đỏ luôn kìa. Giờ còn có con gắn nước với lại 5 gắn gắn này kêu gắn mũ á. Còn 6 con. Anh em làm nồi cháo cho ngọt ngay luôn á. Nó giật luôn rồi. Nó chín luôn. Đổ nước vô thêm anh thấy. Ờ cháo đặt đổ nước vô cho nó lỏng lỏng nè. Quậy lên để xích đít anh thấy. Nó chín luôn anh thấy không? Gì cho nấu mới ngọt. Anh em mình chuẩn bị ớt với lại sả với lại hành tỏi mình sắc mỏng rồi cả nhà. Chú nơi này cái phần này mình phi lên. Để lên để lấy nghệ chứ ha. Lấy nghệ. Anh Hiếu mới gần ngày xương sống xong cả nhà. Còn gắn này gắn mũ á, nó mềm, thịt nó mềm mà xương cũng mềm đó. Anh em mình khỏi dằn, mình chỉ chặt khúc thôi. Rồi mình cứ chặt mình xào lên heo. Xào sơ lên chứ. Xào sơ lên chứ. Tay thằng kia nữa không? Thấy nhẹ thôi, văng lum hết. Xin mời bác bậy anh đây. Anh đây tối hôm qua ngủ dễ gì không có anh Tường. Bữa nay cho anh ăn con bữa củi đó, đó hai vậy. Cho anh ăn bữa củi đi. Đó, bữa sập giường. Lấy anh đây. Mai mà đâu không giường đâu sập. Ngủ lúc nệm luôn. Mày. Cháu Tiến ơi. Lâu gặp quá trời anh em ăn làm bậy ngồi cháu gắn chơi. Hả? À, nấu cháu gắn đầu sáng anh em đói đói bụng không có tiền ra chợ ăn cháu, ăn cho nấu nồi cháu gắn ăn đỡ gì mà. Nước cũng nhiều chứ bộ. Ồ, như đây 6 con mà mình chặt ra cũng nhiều quá. Bự hơn nước mình luôn ha anh heo. Trời ơi, gấp hai con này chập lại chưa bằng nó có 300 gram á. Từ từ không có gắn luôn ha, chuyện kia
thôi. Gắn nước với lại gắn này gắn mũ mà gắn nó thịt nó mềm lắm. Lại nói gì thôi. Má, đủ thứ dễ nè. Cái mốc kêu kiếm gắn không có kiếm hả? Nay đồng mùa mưa cả nhà, mấy anh em đi soi cũng có được mới gắn, nói chung gắn nước thì nhiều để làm nồi cháo ra gắn đậu xanh rồi anh em hấp cho mát mát. Rồi cho dầu vô mình xào gắn đi. Này, này cháo đó anh thấy con bự anh nấu nãy giờ nở cả nhà ơi. Đậu xanh đu đủ đồ. Ngon lành. Đủ chín rồi anh thấy. Chưa nhừ đâu. Quá dằn. Bỏ hành cả vô ớt mình chiết đi. Bỏ tấu ngại thôi. Bỏ thơm cho bỏ ngại vô. Chứ không ngại gì à. Nghe thơm dữ nha. Thơm à. Sáng mấy anh em chưa ăn sáng nghe mùi nghe tới bụng tới. Nghệ vô xào luôn bạn ơi. Còn dầu hay yếu rồi nè, còn ga nữa. Thay ga. Ngon lắm. Hai muỗng cà phê bột ngọt. Tùy theo phê no. Thì tùy theo cái lượng rắn với lại cái lượng cháo anh em mình nấu mình canh vừa ăn thôi cả nhà ơi. Chứ giờ nó chính xác gia vị chứ không ai chính xác được đâu. Muỗng cà phê muối nha các bạn. Vậy đi xào lên đi, tiếp tục đổ cái cháo xong mình nêm xào. Cháo mình nêm cà noi, muối đựng nêm đường nha các bạn. Đường ăn đâu có tiêu luôn á. Nấu cháo mà nấu cháo nêm đường là nó bị nó lạc vị liền mà nó chua. Còn hồi nữa nước mắm chừng nào mình nêm nếm xong rồi mình canh chế nước mắm cho nó thơm. Chứ bỏ đây xạo hồi nó bay mùi á. Tùy theo dùng nha. Nấu cháo bỏ đường ngày ăn được. Nấu cháo bỏ đường. Anh lại biết ăn chè rồi chứ ăn cháo gì nữa. Nấu cháo bỏ đường cũng có. Thiệt chứ bộ. Nấu ăn đâu có cháo của người ta. Rồi, bỏ vô nồi cháo luôn bà ơi. Ok, săn rồi. Nhắn mày gắn ngay. Gắn muối đây tôi đâm luôn với gì đâm chi. Gắn non hả? Con nào? Ừ, đâm muối, ớt luôn anh Trường, anh mình nướng cá ăn luôn. Có muối hộp mà phải không? Có. Đúng đồ nghề. Rồi tén nghe. Dạng tư luôn bạn, coi nè, nồi cháo nè. Đã gì đâu. Mà tao cái đang khô cái đít chảo kìa. Đâu có bỏ được cái đó. Cái gì? Vét luôn. Rồi, nấu luôn anh Trường ơi. Nấu này chút xíu nữa là nêm nếm rồi mình quất luôn à. Rồi ok. Nào ai ăn mặn thì vô thêm. Nêm vừa cho anh thêm. Rồi bỏ mình lá cho đi. Chín người nhắc xuống ăn rồi đó bụng rồi sáng sớm nay. Thế là cháo đã ha. Rồi nhập tiệc. Gắn đủ hôm nay mát rồi ngủ tới khuya khỏi đâu nóng luôn anh Tân. Bữa nay chị quá sao đổi màu đã đỏ kì anh Tường. Mùa dịch mà mùa dịch. Mùa dịch phải chế và đợi cho nó khác chị quá chút. Rồi anh em mà anh em mình mời cả nhà ăn sáng chung với anh em mình luôn nha. Ăn cháo gắn nó đồ xanh cả nhà ơi. Nên thấy được cái chén kia em để mà đổ luôn. Cháo đồ xanh này mát cháo đi. Lắm. Nên mà có mà anh em mấy ly rượu này cho vô cho nó hòa tan là tiêu nha. Bữa nay có anh Từ gần khẩn nên anh ghé anh em mình nữa nha. Rồi mời anh em ăn sáng nha không? Cháu gắn nha không? Vô hết luôn ăn. Rồi, không có. Từ từ vô hết. Em hết nha. Ừ. Có gì từ cái chén. Ở mình không ăn cháo. Hả? Mình không ăn cháo. Uống bia ăn cháo no anh không nổi. Ăn đủ rồi. Chỗ này chỗ này rượu ngâm bằng trái tâm nha anh em. Ngon cực kỳ nha. Cái tâm bầu mình á, tâm bầu á. Cái tâm mình ăn á. Anh Tư ở chợ này là anh thấy rồi. À cái lóc đồng nướng nha cả nhà. Ếch nướng nữa, cái rô nữa. Rồi, anh Tư có cái rô chín
trước nè. Đây là chín trước được không? Đỡ vậy. Chín rồi. Cái rô nó mau chín rồi. Chín à. Bóp cho rồi. Ngon á. Anh em người chén này cho cho nguội. Này cho miếng nước mắm nó cả nhà. Còn cổ này quên quên rồi. Miếng nước mắm vô với tiêu nữa. Thôi để hoài đi cho nó hết giờ rồi. Bỏ luôn. Thôi kệ. Cháu chị ơi. Lâu lâu gặp bữa cháu gắn đi. Trời ơi, quên ngủ chỉ nữa chứ. Rồi anh em mình vào cả nhà luôn nha. Vô đã kìa. Vô, 2, 3, vô. Bà này cầm cá nữa, đưa lên. Ngon quá cả nhà ơi. Quá nè. Bộ mới hay luôn. Mà cháu gắn quá hấp dẫn. Hiểu đi hả? Đến đâu? Ngồi xí giữa anh. Ngon quá. Làm cục gắn. Làm gắn nhiều lắm mà thấy chứ gắn nhiều lắm á. Mềm. Quá đã. Tự mới hết chén anh đấy. Đã rồi. Nhanh nè. Chú ấy nhanh rồi. Anh ta ngon mà. Hơi dài lắm mà sao không thấy gắn hết nè. Cho anh tự vớt hết làm sao không biết. Vớt hết rồi. Dạ. Anh mà cũng hai ba chén hết một cái nồi. Ba chén này nè, chén thứ ba nè, ừ. Nồi lưng cho miếng. Ba chén. Chén nó quá chừng nè. Ăn em bút mạnh đi. Ăn đã đợi hồi còn rắn nó chìm dưới thằng. Ừ, chìm đít nồi dưới. Nặng quá không? Rắn nó nặng. Thôi nêm miếng nước mắm nữa. Chảy mỡ rồi anh Trường ơi. Chảy mỡ. Không chảy miếng mồ hôi nào cho anh Tân. À, hả? Đâu có ăn cá rồi chả. Ăn cá không chả ha? Ăn cá không hả? Ngon quá. Chả mồ hôi chưa? Chả mồ hôi. Dễ cảm. Biết sao sáng giờ nó muốn cảm cảm nè. Ăn thì cho nó dễ cảm. Hỏi anh sao anh bị cảm mà anh làm có 6 chén cháo mà cảm hả? Có 3 chén mà muốn cảm. Này cảm muốn cần cá chọc. Cái nấu cháo này y như cái nấu cháo thịt bò, dùm bò ha. Ừ. Nguyên cho củng vậy. Ừ. Mời mình lấy. Rồi cá nghe anh thôi. Buông tay luôn rồi. Là có tà lát rồi luôn. Quả anh Tư này anh có tà lâu lắm. Vô cái cá mà nướng vừa chín tới là anh không có cười đâu. Khi nào mà nướng khét luôn anh mới cười. Nó nói đâu, nó mà không cười. Bây giờ ăn cá cho khét cho cười ha. Cho khét cho cười. Cá mà nướng mà vừa chín tới ăn không cười. Nãy gì em còn sống anh đâu cười đâu mà nó không nói hết rồi. Anh nằm tin. Mẹ vô vô. Vô vô. Cháo rắn rồi cá nướng rồi. Luôn chi xù nha các bạn. Vô. Cái đã không? Cá nướng chính con cái trứng cái này ăn cái rô xương quá. Thấy là không mấy nó anh trúng ý đầm trứng đó không? Trứng nè, nó mà cho tao cá sạc không nè. Cá rô xương không mà nó hử. Vậy chứ cá sạc cái rô xương không cười gì nổi. Cá sạc nó chín trước rồi đuôi trước. Tổ chết luôn mà. Ham rồi. Cá gần cá ngàn con cá. Ủa tại sao mình kia đi ra ruộng mình kiếm con cá bự làm gì có? Tại mấy con nhỏ nhỏ nó có trứng hết mẹ nó rồi. Ừ. Con bự quá đâu. Vậy bự nó hiếm, cá bự còn mấy cái đìa, mấy cái đầm sâu có. Bữa nay nhậu cá lóc nướng ngon quá. Vô nha các bạn, vô. Hơi dài quá. Mấy anh em mình ăn sáng nơi nơi cả nhà ơi. Nói chung món cháo gắn đậu xanh này cực kỳ ngon luôn. Cạn rồi. Cạn rồi luôn các bạn. Anh em mình chắc có clip tại đây cả nhà ơi. Cả nhà thấy yêu quý anh em mình, thấy kênh anh em mình hấp dẫn, đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nha. Rồi cho anh em mình nói là tạm biệt luôn. Rồi chào cả nhà. Tiếp theo nha các bạn. Món lạ nữa. Các bạn luôn nhớ đăng ký ủng hộ nha các bạn. Đăng ký bên YouTube nha, đừng đăng ký bên Facebook khó đăng ký.